chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 23 tháng 4 của Đô San Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng giám đốc chia sẻ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong quý 1 năm 2019. Ba cấu trúc cuối cùng của dự án 12 cầu AMQC cập cảng PMCT BL Ấn Độ. Giới thiệu Kaishan, máy bán cát tự động của tổ COI Rotary System Guarding của nhà máy Waller. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại hội trường văn phòng chính Đô San Vina, Tổng Giám đốc John Yen-chi đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong quý 1 năm 2019 đến các giám đốc và quản lý dưới quyền. Trên tinh thần cởi mở, Tổng Giám đốc đã chia sẻ chi tiết về những thành quả đạt được trong quý 1 năm 2019, cũng như mục tiêu và triển vọng của công ty trong năm nay và những năm tới. Theo đó, trong quý 1 năm 2019, tình hình kinh doanh của công ty có bước khởi sắc khi hoàn thành dự án BMCT AMQC cho khách hàng Ấn Độ. Bên cạnh đó, việc trúng thầu dự án Samsung Modem, Bocomet và đơn hàng cung cấp hệ thống kết cấu thép cho nhà máy phân bón ThyssenKrupp Brunei cũng là những thành tựu đáng chú ý. Tổng giám đốc nhấn mạnh đến khả năng tự nhận đơn đặt hàng bằng cách nâng cao năng lực, tiến đến mục tiêu đạt 27,3 triệu USD trong tổng số 91 triệu USD mục tiêu năm. Đây cũng là mục tiêu mang tính công phá so với mục tiêu 20 triệu USD của năm 2018. Phấn đấu doanh thu trong năm đạt 122 triệu USD. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải thực hiện tốt dự án Nghi Sơn 2 và Samsung. Đặc biệt, đối với sản phẩm mới của dự án Samsung, thì việc thực hiện thành công dự án mang một ý nghĩa hết sức quan trọng cho các đơn đặt hàng lặp lại sau này. Mặc dù tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về đơn hàng và doanh thu, nhưng Tổng Giám đốc một lần nữa khẳng định, an toàn của người lao động là vấn đề không thể thỏa hiệp bằng bất cứ giá nào, luôn luôn là điều tiên quyết trong mọi hoạt động. Theo dự kiến, trong thời gian tới, Tổng Giám đốc sẽ định kỳ chia sẻ tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính theo quý để tất cả các quản lý hiểu rõ. Từ đó sẽ cùng hợp sức chung tay quanh team Đô San Vina để thúc đẩy công ty phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, sau 16 ngày lên trên biển, ba cẩu trục AMQC mang thương hiệu Made in Việt Nam, cuối cùng của đơn hàng 12 cẩu AMQC đã cập cảng BMCT Ấn Độ vào ngày 18 tháng 4 vừa qua và hiện các kỹ sư Đô San Vina đang tiến hành kiểm tra, vận hành thử và bàn giao cho khách hàng. Ngày 2 tháng 4 vừa qua, con tàu trung gian quốc tịch Hàn Quốc cùng ba cẩu trục siêu trọng AMQC vượt Biển Đông đến với đất nước Ấn Độ dưới sự chứng kiến và vui mừng của toàn bộ công nhân viên nhà máy MHS Đô San Vina. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí địa phương cũng đã đến dự và đưa tin. Tổng cộng đã có 50 trang báo điện tử, đài truyền hình đưa tin về chuyến xuất hàng này. Đây là những cẩu trục AMQC cuối cùng của dự án 12 cẩu trục được Đô San Vina chế tạo và cung ứng cho cảng BMCT Ấn Độ. Mỗi cẩu trục khổng lồ này có kích thước cao 73,8 m, dài 143 m, rộng 26 m, nặng 1.480 tấn và được thiết kế để sắp xếp bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải lên đến 65 tấn. Sau khi cập cảng an toàn vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, các cẩu trục này hiện đang được các kỹ sư Đô San Vina phối hợp cùng khách hàng kiểm tra, thử tải. Vì chúng được sản xuất và xuất khẩu nguyên chiếc, nên ngay sau khi nghiệm thu thì sẽ được đưa ngay vào vận hành thương mại tại thương cảng Sam Út này. Việc hoàn thành 12 cẩu trục của dự án này, nhà máy MHS Đô San Vina đã cung cấp tổng cộng 83 cẩu trục mang thương hiệu Made in Việt Nam cho khách hàng trên toàn thế giới như Singapore, Ả Rập Xê Út, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam. Và sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn cải tiến máy cắt ống Fanuc Panel bán tự động khi uốn ở máy CNC bằng cưa tay, giúp giảm thời gian từ 320 man-hour xuống còn 170 man-hour của tổ COI Rotary System Bending, nhà máy Boller. Trong quá trình thực hiện dự án, các thành viên của tổ COI Rotary System Bending đã nhận thấy có nhiều bất cập trong quá trình vận hành máy như khi uốn ống cho Fanuc Panel có nhiều góc uốn có kích thước điểm cuối ngắn nên không cắt được, phải cắt sau khi uốn nên tốn nhiều thời gian và nhân công, không đảm bảo an toàn cho người cắt, mất nhiều thời gian cắt ống. Đứng trước những khó khăn này, các thành viên của tổ COI Rotary System Bending đã không ngừng cố gắng, nỗ lực để đưa ra các phương án giải quyết. Với sự kiên trì, bền bỉ và không ngừng sáng tạo, tổ đã đưa ra phương pháp tối ưu để giảm thời gian và đem lại lợi nhuận khi vận hành máy bằng cách Kaishan máy bán cát tự động.
trước khi sinh là cát nó thời gian cát cầm lưỡi cưa cát nó mỏ đau lưng anh em. Thứ hai nữa là cát lưỡi cưa nó xéo, nó tốn nhiều lưỡi cưa, một ngày thì cát heo nó bôi lưỡi cưa. Và thời gian cát nó rất là lao, một điểm cát là mất 4 phút. Còn sau khi sinh cát còn là có 1 phút. Nên là cát lưỡi cưa nó thẳng hơn, ít cho lưng kéo rồi nó nhẹ nhòn anh em ơi. Trên các trước sinh cát rất ống vô mắt an toàn dọc ta cái chân sỉ bột cưa nó gian bằng vô chân. Còn sau cát bằng mớ cát thì các thể nó lưỡi có bột cưa có đồ hứng không ấy mà có kẹp thi lực để giữ ống để không rớt thì chúng ta chung chân. Với cải tiến này, các thành viên trong tổ làm việc hiệu quả cao, thao tác nhanh chóng, giảm thời gian cắt từ 4 phút xuống còn 1 phút và đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dosanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập qua website youtube.com với từ khóa Dosanvina DVTV V10N30. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dosanvina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Dosanvina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.